Chào anh em nhé. Hai mình là gặp con Novo NX Novo 5. Novo 5. Hiện tượng bây giờ đang là mất điện cao áp. Mất điện cao áp. Và trước đây là xe nó có bị chuột cắn. Và hiện tại đang báo lỗi. R-1. Mất điện cao áp nhé. Điện cao áp không có luôn. Chào anh em nhé, đây con xe Novo hôm qua mình làm đây, vẫn hiện trường như vậy. Ở đây thông số hiện hành của em nó thứ nhất đó, rất khó nhỉ. Đã chút mình lấy nét đó. Em ở đây hành mình đúng gọi là trên trời dưới biển luôn. Xe vẫn đang báo lỗi R-1 nhưng mà tôi mình kết nối máy nhá, nên ra là bị lỗi R-1 không ý. Em ở đây vẫn IC cũ, không phải là nguyên nhân chết IC. Chào anh em nhé.